Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ có thông báo nhỏ nhỏ là bây giờ thì cắt đứt á, mạng nó hơi lag. Dù thì các bạn kết nối nước nó không có ấy, nhưng mà kiểu như mạng kết nối quốc tế á, nó bị chậm hơn bình thường, nên là up clip rất là khó chịu. Up cái clip 10 phút mà nó bắt mình đợi cỡ một tiếng mấy á, không hơn á, đợi cả 2 tiếng đồng hồ á, thì do đó khó thì mình phải đi học nhiều, không có nhiều thời gian, đúng không? Thì sẽ hạn chế bị up clip lại cho đến khi mà mạng nó ổn định một chút. Đó thì mình chơi Bowie, nếu mà bạn nào xem thì cứ xem tiếp. Thì game này ra cũng được 3-4 năm rồi. Game này là game MOBA nha, game MOBA được việt hóa lại như vậy á. Nghĩ game này của Trung Quốc, bao quyền rồi, Tam Quốc. Bao vật thiên hạ đều có ở đây, thiên hạ okay. Chỉ ta cứu được. Thì team mình đang có lợi thế hơn xíu, đang 17 à. Chúng chỉ đáng sách dài cho ta thôi. Thì game này nó có nhiều cái khác, nhiều cái khác so với lại Liên Minh. Hai người dễ như bóp chết một con kiến. Nên ở đây nó có bet nữa nè. Thì ví dụ bạn đánh lâu á, bạn không về mua đồ, bạn hãy nâng cấp bet rồi cho nó lấy đồ ra giùm mình được. Rất là tiện lợi, đỡ phải tốn thời gian đi về. Nhưng mà nó có cái khác, đó là không nút biến về. Mỗi lần muốn đi về là chúng ta phải đi bộ về, hoặc là xài bùa á, kiểu như Dota vậy, phải xài bùa để đi về. Chúng chỉ đáng sách dài cho ta thôi. Ngọc không ăn cái này vô ta chết luôn. Ngươi làm vỡ tay ta rồi. Hay quá. Trời ơi, dí ổng kìa. Dí ổng đi. Dí ổng, dí nó, đúng rồi. Mà phải dí nó. Dí không kịp rồi. Rồi ông ăn rồi, không tới lượt mình ăn luôn. Ok. Bại người dễ như bất. Thì cái đá mình khá ổn mà, 223. Vì đây có dầu chanh nữa, có dầu chanh. Quải ra có dầu chanh. Ngươi làm vỡ tay ta rồi, ta dễ dàng có được thiên hạ. Come on. Về đi. Trời. Phải, dầu chanh căng thẳng quá. Từ nào anh em gì vậy? Nghe ông chơi kiểu gì vậy? Anh Ti ông đâu? Ơi ở đây đúng rồi, quýnh với anh nè. Đào từ ra ông gạo kia dùng anh Ti. Kệ nó. Thì mình chơi khá là không phải là pro, nên chủ yếu mình muốn quay cái video clip thông báo rồi, các bạn có nghe ở phần đầu rồi đó. Ok, thì bạn nào không muốn coi nó có thể tắt. Cảm ơn các bạn vì đã xem cái clip thông báo nhảm bãi của mình. Oh no, nó phải chạy rồi, không có cửa rồi. Giờ năm ông đứng đó là mình toi rồi, năm ông luôn á, mình đang đứng hàng 3 nè. Thì các bạn có thể biết mình có được MVP hay không, chỉ cần coi hạng này thôi. Ví dụ mình hạng nhất thì mình sẽ được MVP.
Nhưng mà hạng nhất là một chuyện, nhưng mà nếu mà bạn nằm ở team thua á, dù trong game bạn hạng nhất nhưng mà bạn nằm ở team thua thì lúc mà end game á, cái điểm bạn sẽ bị chia đôi, tức là bạn không còn là hạng nhất nữa, là nó tính theo điểm nữa. Chơi từ từ rồi tắt mic cái đã, mẹ mình kêu. Còn ngươi, ok xong rồi. Đáng sách dài cho ta thôi. Đánh bại người dễ như bóp chết một con kiến. Ok. Chúng chỉ đáng sách dài cho ta thôi. Bóp. Rồi một combo chết luôn. Anh đồ mạnh vậy. Bạn chơi mạnh vậy. Bao vật thiên hạ. Bạn chơi dữ dội quá. Mình không chơi nổi đâu. Thế như trẻ tre. Rồi nha. Team mình nát rồi nha. What the hell? Team làm gì vậy? Con ngươi đánh bại người dễ như bóp chết một con kiến. Nó mới coi mấy ông rồi. Team ngủ hai bên cũng. Oh, mình thua lại rồi. Team mình thua ngược rồi. 20 đấy rồi kìa. Nữa, ông này cứ một combo mình chết à. Cái gì vậy? Gì đang xảy ra? À. Thì mới thấy bay lại cái phát bùm chết. Có ở đây. Kiểu như Sprite motherfucker. Chúng chỉ đáng xách là ta thôi. Tốt. Thì khoảng cách cũng cỡ 3 mạng rồi, không có mấy nhiều quá. Ngươi làm dơ tay ta rồi. À, chỗ về bên mình hơn ổng, bên mình mất mới có một trụ rồi, bên ổng mất hết ba trụ rồi, ba trụ đầu rồi. Dễ như bóp chết một con kiến. Lên. Dễ dàng hả? Con gì vậy? Hả? Ờ. Dài cho ta thôi. Rồi được rồi, chạy mấy ông. À tôi hiểu rồi, này là ảo ảnh thôi, nó có đam nhưng mà nó không có mạnh đâu. Lại đây em. Chết rồi. Này thì oh fuck really fuck. Hết máu rồi. Đây còn ba mấy giọt. Ai mua đồ thôi. Bao vật thiên hạ đều có ở đây. Okay, sai hoàn toàn. Đây có giày hồi máu với hồi mana. Gì vậy? Không được nha. Quýnh bạn tôi là không được nha. Dễ quá. Ok, quăng anti ra cho mấy ông sợ thôi. Chủ yếu là hốt đám lính lấy tiền. Ý. Hello, Ajinomoto. Ôi kỳ vậy, bạn kỳ vậy, bạn chơi kỳ vậy, bạn outplay mình luôn rồi. Hay quá, giết ông này nè, cố lên giết ông đi. Ôi bạn này về đi, ông cho combo lên đường á. Đâu hay rồi, ông này gánh tim rồi. Quái thánh linh nè, thánh linh July à, nữ à. Game quá. Phải, tên vậy mà là giới tính nam. Game này nó có giới tính nữa. Hồi trước thời game này còn nổi cũng có nhiều con gái chơi lắm mà giờ toàn là kiểu như mấy người không phải con gái. Mấy người cũng cao tuổi rồi. Hơi cao tuổi rồi. Toàn là mấy cô mười mấy tuổi. Dễ như bóp chết.
Dữ vậy? Dữ vậy không xác luôn hả? Trời ơi, bạn cũng bình thường. Nè, thanh lý ông này trước nè, thanh lý cái bóng ma trước nè. Đó. Ê, đi vô cái có bóng ma đó. Mà chọn con đường an toàn. An toàn. Ok. Mua đồ nào. Ok. Ở đây. Thiên hạ chỉ ta cứu được. No, chạy đi anh em. No. Đúng rồi, hay quá. Rồi, rip team bạn luôn. Hay quá mà. Mình gây đam cũng nhiều luôn á, nhưng mà mình toàn sụp không à. Kiểu mấy ông có thể sắp đam được á, thì lúc mà gần ăn được mấy ông sắp đam mấy ông ăn, còn mình đóng góp máu thôi, đóng góp cái máu thôi. Sụp 18 nè. Ở đây. Rồi, ông nghĩ ông ăn được bạn tôi là dễ à. Cái này, ông làm cái gì? Ông muốn làm cái gì? Chúng tôi là thành phần siêu cấp không á. Rồi nha, nát nha, nát tim luôn nha. Cố lên nào. Về về. Về, căng quá. Rồi, 3k tiền rồi nè. Bao giờ mua cái này. Lên lên. Ngươi sai hoàn toàn. Nào con bé nó quá trời tiện dụng luôn, mình kiểu như tim mình hay quá, mình cứ đứng trên đây á, mình đủ tiền mình kêu bé mua đồ lên cho mình thôi. Kể bạn chiến tranh dài lâu của bạn cũng không thể nào bị thọt được. Các bạn có tiền là bạn kêu bét lên à. Vãi, tự nhiên bị lắc rồi. Này là lắc mạng không phải là lắc máy mắt không hình đâu. Lắc mạng á. Win rồi, win rồi, team mình win rồi. Để Châu đánh người trong trụ. Yeah, mình ăn. Chúng ta thật là hư xấu nè. Cái gì vậy? Ông làm gì tôi? Tôi biết là đam ông nhiều rồi, biết ông mạnh rồi, nhưng mà kệ mẹ ông. Rồi thôi, tôi không kệ ông nữa. Kỳ ghê không? Gì vậy? 4k tiền nữa nè. Đấy, tiền lên nhanh quá. Đều có ở đây. Unbelievable. Unbelievable. Ok. Xanh rồi, nó cũng xanh rồi, 6725. Thánh sụp là đây chứ đâu. Cầm AB nhưng mà giờ biến thành support rồi. Ra game nó cũng không chia AB support nữa. Ví dụ bạn cầm con bạn là kỹ năng không rồi bạn lên theo hướng đam cũng được nữa. Tục lắm. Game này nó không có chia phép hoặc là vật lý nên nó tục vậy á. Nó chia theo cái thứ gọi là đó, mình đang ổng lại thấy không, nó chia là sát thương bình thường hoặc là sát thương kỹ năng thôi. Thì cái nào mà chả gọi là kỹ năng đúng không, skill nào mà chẳng là skill. Trời ơi, mạng lắc kia hả ông, tốc độ mạng ổn định mà. Mãi chơi đúng một của mình ha, what the hell, chuyện gì đang xảy ra. Mình ăn nữa rồi.
87 rồi, 27 rồi. KDA cao rồi, KDA mạnh mẽ rồi. Nát whip dây. Trời ơi. Ok, chúng ta được hạng S. Hạng S. Thua hai thằng bồ. Thua này có 6 điểm rồi. Ok, thì bye bye, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Ok, mình có thằng chợ nè. Kiểu là thằng chợ nhiều nhất game á. Thằng Axis nhiều nhất game. Bye bye. Yeah.